Ngày 25 tháng 11, Công an thành phố Huế, Thừa Thiên Huế cho biết cơ quan này vừa bắt giữ hàng chục thanh thiếu niên liên quan đến vụ mang dao kiếm rượt chém người trên đường phố. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã khởi tố vụ án và khởi tố 26 bị can về tội danh cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ vụ án, để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Lê Quang Tú sinh năm 2007 trú tại xã Phú Dương, thành phố Huế rủ nhóm Thủy Vân gồm khoảng 17 thành viên thiếu niên và nhóm Hải Triều gồm khoảng 10 thanh thiếu niên đi đánh nhóm thanh thiếu niên Thuận An và nhóm thanh thiếu niên Thủy Dương. Sau khi thống nhất, Tú và các đối tượng trong nhóm Thủy Vân và nhóm Hải Triều điều khiển xe mô tô và mang theo nhiều hung khí như dao, kiếm tự chế, vỏ chai bia đi tìm các nhóm Thuận An và nhóm Thủy Dương để đánh. Khi các đối tượng đi đến đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, thì nhóm phát hiện 13 thanh thiếu niên, trong đó có Hồ Công Đạt, sinh năm 2008, trú tại xã Thủy Bằng, thành phố Huế, cũng mang theo hung khí đi tìm nhóm Thuận An để giải quyết mâu thuẫn. Do nhầm tưởng nhóm Đạt là nhóm Thuận An, Tú và các đối tượng đã rượt đuổi và dùng dao kiếm gây thương tích cho Đạt. Hậu quả, Đạt phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương ở tay, tai và vai. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Huế nhanh chóng tổ chức xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Sau một thời gian củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã khởi tố vụ án và khởi tố 26 bị can về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Theo Công an thành phố Huế, các nhóm thanh thiếu niên nêu trên là những đối tượng thường xuyên tụ tập đêm khuya, điều khiển xe mô tô, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Huế. Việc cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.